Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cơm món ngon dễ làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món thịt ếch kho sả ớt, một món ăn ngon rất là dễ làm. Thịt ếch thì rất là ngọt, dai, ăn rất là béo béo luôn, rất là bổ dưỡng. Còn ớt thì nó có vị cay cay, sả thì nó có hương thơm rất là đặc trưng, kết hợp thêm một số gia vị và nguyên liệu khác tạo nên món thịt ếch kho sả ớt rất là thơm ngon tuyệt vời. Món này ăn khỏi phải nói, rất là hao cơm luôn. Trước tiên thì mình sẽ cho 3 con ếch vào trong cái thau. Rồi sau đó mình sẽ cho nước hơi ấm ấm vào nghe quý vị. Cũng khoảng 60-70 độ C. Để mình trụng qua nước nóng trước khi mình kho sả ớt nha quý vị. Thịt ớt mình trụng qua nước nóng để cho nó hết đi cái nhớt và các cái mùi tanh của ớt. Và trong lúc mình trụng quý vị thì mình cạo cạo cái phần nhớt với phần da của ớt nha quý vị, cho nó thật là sạch luôn. Rồi sau đó mình sẽ rửa lại với nước lạnh, rửa lại 3-4 nước lạnh luôn. Rồi hồi mình sẽ chặt khúc khúc ra để mình kho. Ớt thì có thể mình chặt ra làm tư hoặc là làm tám cũng được nha quý vị. Hôm nay mình kho 3 con ớt. Ớt mập mập không à, rất là tươi, rất là ngon. Khi mà mình mua thì mình nhờ người ta mang sẵn luôn nha quý vị. Rồi về mình chỉ rửa lại với nước nóng thôi, để cho nó bán đi cái mùi tanh của ớt. Và sau một hồi nè quý vị, mình đã chặt xong hết rồi, nguyên một dĩa ếch luôn. Nguyên một dĩa ếch này 3 con thì khoảng 650g nha quý vị. Đó, quý vị nhìn thấy các cái đùi ếch nè, rất là mập. Thịt ếch là béo dữ lắm và rất là bổ dưỡng luôn. 3 con ếch thôi, đầy một dĩa luôn, 650g. Nguyên liệu và gia vị khác thì gồm có một dĩa sả, một trái ớt sừng trâu, một củ hành tím, các tép tỏi, các cọng hành lá. Còn gia vị thì gồm có muối, bột ngọt, bột niêm, đường, nước mắm, nước màu và dầu ăn. Các nguyên liệu để làm món thịt ếch kho sả ớt cũng rất là đơn giản. Và bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình làm nghe quý vị. Trước tiên thì mình sẽ cho các gia vị vào trong dĩa thịt ếch. Thì mình cho khoảng nửa muỗng cà phê muối bột vào, nửa muỗng cà phê bột ngọt vào, nửa muỗng cà phê bột niêm, đường cát thì mình cho khoảng một muỗng canh đường cát vào, và nước mắm thì mình cho khoảng 3 muỗng canh nước mắm vào luôn. Các gia vị thì cũng tùy theo khẩu vị ở nhà mình mà mình nêm sao cho nó vừa ăn, hợp với khẩu vị ở nhà mình nha quý vị. Và nước màu thì mình cho cũng khoảng 2 muỗng canh nước màu vào luôn. Nước màu nhà mình hắn sẵn cho nên mình cho ớp vào trong các con ếch luôn nha quý vị. Sau khi mà đã cho các gia vị vào trong dĩa thịt ếch rồi thì mình sẽ đảo đều lên. Rồi sau đó mình để khoảng 20 đến 30 phút trước khi mình kho nha quý vị. Tại vì mình để càng hơi lâu thì các gia vị nó sẽ thấm càng sâu vào các miếng thịt ếch. Rồi sau đó mình kho nó sẽ rất là đậm đà và rất là thơm ngon. Và mình cũng đảo đều lên nha quý vị. Thịt ếch thì ở các chợ miền Tây bán rất là nhiều luôn. Các cọng hành lá thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra luôn, để khi nào mà món ếch kho sả ớt của mình chín mình sẽ cho hành lá vào cho nó thơm và ngon. Củ hành tím thì mình đập cho nó dập rồi sau đó mình băm nhuyễn ra luôn. Hôm nay mình sử dụng một củ hành tím. Tương tự thì các tép tỏi
mình cũng đập cho nó dập dập, rồi sau đó mình cũng băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn, để nữa mình phi trước khi mình kho ớt với sả ớt, ớt Thường Châu thì mình sẽ băm nhuyễn ra luôn. Hôm nay mình sử dụng một trái ớt Thường Châu nha quý vị, ớt Thường Châu này cũng rất là cay. Và bây giờ mình cho các gia vị vào trong dĩa xả luôn. Thì mình cho khoảng 3, 1 phần 3 muỗng cà phê muối bột vào, 1 phần 3 muỗng cà phê bột ngọt, 1 phần 3 muỗng cà phê bột nêm và 1 phần 3 muỗng cà phê đường cát. Và ớt hồi nãy mình đã băm nhuyễn ra đó quý vị, mình cho hết vào trong dĩa xả lắm, băm luôn. Rồi sau đó mình đảo đều lên để cho các gia vị và xả nó hòa lẫn đều vào nhau. Rồi hồi mình sẽ đem xào sơ qua trước khi mình kho với ớt nha nghe quý vị. Xả mà mình xào sơ qua rồi mình kho với thịt ớt thì nó sẽ rất là đậm đà và rất là thơm ngon. Và bây giờ mình sẽ bắt cái chảo nhỏ lên, mình cho dầu ăn vào, mình cho một ít thôi nha quý vị. Khi mà dầu nóng lên rồi thì mình sẽ cho tỏi và hành tím vào để mình phi. Mình cho phần nửa thôi, còn phần nửa là còn lại hồi mình sẽ phi sau. Trong lúc mình phi mình cũng đảo tới lui liên tục luôn nha quý vị. Và sau một hồi phi nè, tỏi và hành tím nó cũng đã vừa vàng rồi. Thì mình sẽ cho nguyên cái dĩa xả hồi nãy đó quý vị. Mình cho một ít gia vị vào đó. Mình sẽ cho hết vào trong cái chảo mình xào luôn. Mình xào cũng khoảng 3 đến 4 phút là được rồi nha quý vị. Cho xả nó sẽ ngấm các gia vị và nó vàng óng ánh lên, nó rất là thơm. Rồi hồi mình sẽ tắt lửa, mình nhắc xuống. Nó xả đã vàng rất là óng ánh rồi. Mình nhắc xuống bắt cái chảo khác lên. Và hôm nay mình kho trong cái chảo này luôn nha quý vị. Mình cũng cho dầu ăn vào. Khi mà dầu nóng lên thì mình cũng cho cái tỏi và hành tím phần còn lại đó quý vị, mình cho hết vào luôn để mình phi. Và trong lúc mình phi thì mình cũng đảo đều lên luôn để cho tỏi và hành tím nó sẽ vàng đều lên. Và khi mình phi mình để lửa nhỏ nhỏ hơn nha quý vị. Đó. Và khi tỏi và hành tím đã rất là thơm rồi, màu rất là đẹp rồi thì mình sẽ cho nguyên dĩa ớt vào luôn. Rồi mình đảo đều lên. Mình kho đến khi nào mà thịt ớt nó sẽ lên màu rất là đẹp rồi thì mình sẽ cho thêm nước lọc vào nha quý vị. Đó, và sau một hồi nè quý vị, thịt ớt nó lên màu rất là đẹp luôn, cũng vàng óng ánh luôn. Thì mình đảo thêm một lần nữa, rồi mình sẽ cho thêm một ít nước lọc vào để mình kho. Đó, mình tận dụng cái dĩa hồi nãy luôn nha quý vị. Rồi mình cho thêm nước lọc vào. Rồi mình cũng đảo đều lên. Trong lúc mình kho thì mình để lửa vừa vừa thôi nha quý vị, để cho thịt ếch của mình nó sẽ chín từ từ và nó ngấm các gia vị từ từ. Và cái thời gian mà mình kho thịt ếch đó quý vị, rồi xả luôn á, thì cũng khoảng 20 phút nha quý vị. Và trong lúc mình kho thì mình cũng đảo đều lên luôn, để cho thịt ếch của mình nó sẽ chín đều hơn. Mình kho đến khi nào mà ở gần sạch sạch lại đó quý vị thì mình sẽ cho sả ớt vào, mình kho chung. Chừng nào mà gần cạn nước thì mình hãy cho sả vào nha quý vị. Khi mà mình cho sả vào rồi thì mình cũng đảo đều lên. Rồi tiếp tục mình kho thêm cũng khoảng 3 4 phút nữa là được rồi. Khi nào mà nó rất là sạch lại, cạn lại luôn hay là được rồi. Còn không thì mình muốn chan nước ăn thì mình cứ để hơi hơi có nước chút xíu cũng rất là ngon nha quý vị. Món này cũng rất là nổi tiếng luôn từ hồi xưa tới giờ.
ớt kho sả ớt. Ăn cơm thì khỏi phải nói, rất là hao cơm luôn á quý vị. Và nãy giờ mình kho nè quý vị, nó cũng đã gần sệt sệt lại rồi. Cái này mình đảo thêm một lần nữa, rồi mình kho thêm sạch thêm chút xíu nữa là được rồi nghe quý vị. Đó, và ớt kho sả ớt của mình cũng đã chín rồi, thì mình sẽ cho hành lá vào. Rồi ớt sắt nè quý vị, mình cho hết vào luôn. Sau khi mà đã cho ớt sắt vào rồi thì mình sẽ tắt lửa nha quý vị. Rất là thơm luôn, trông rất là hấp dẫn. Và mình sẽ múc hết ra dĩa luôn để mình dùng. Hôm nay mình kho 3 con ếch 650 g, khoảng 3 đến 4 người ăn là vừa quý vị. Mình kho đầy một dĩa luôn. Cái phần nước này chan cơm ăn là khỏi phải nói, rất là ngon luôn nha quý vị. Đó, và sau một hồi mình đã múc hết ra đầy dĩa nè quý vị. Và bây giờ mình sẽ quay cận lại nguyên dĩa ếch kho sả ớt của mình cũng đã chín rồi. Rất là thơm, rất là ngon và rất là hấp dẫn luôn. Rất là siêu thịt luôn, các con ếch rất là mập. Thịt ếch thì nó ngọt, ngon, hơi dai dai, ăn rất là bổ dưỡng. Còn sả có hương vị rất là đặc trưng, rồi cái cay của ớt nữa, rồi thêm một số gia vị nữa và các nguyên liệu khác kết hợp nữa, tạo nên món thịt ếch kho sả ớt rất là thơm ngon tuyệt vời. Món này rất là hao cơm và cũng rất là nổi tiếng từ ngày xưa tới giờ, rất là ngon luôn, và tới ngày nay cũng ăn rất là ngon và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi, kênh Món Ngon Dễ Làm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, cảm ơn quý vị rất nhiều.